Để thành viên APEC tham quan phố cổ Hội An, đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước cũng như bản sắc văn hóa và lòng hiếu khách của Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng đến với các nền kinh tế APEC. Sau lễ tiếp đón trang trọng diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hội An, đoàn đã được đưa đi tham quan dọc theo quảng trường sông Hoài, ghé chân tại một số cửa hiệu buôn bán thủ công mỹ nghệ tại đây. Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Hội An phối hợp với ban tổ chức sự kiện đã chuẩn bị các chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện phố cổ Hội An thế kỷ thứ 17, khi nơi đây còn là một cảng thị phai phô sầm uất, trình diễn các nghề thủ công truyền thống của địa phương như làm lồng đèn, ươm tơ, dệt lụa và phối hợp phục vụ các đại biểu tham quan mua sắm ở phố cổ. Đoàn đã đi bộ vào điểm tham quan chùa Cầu, cách quảng trường sông Hoài chừng 300m. Và tại đây, phu nhân phu quân của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, trưởng đoàn các nền kinh tế thành viên APEC đã được giới thiệu về lịch sử ngôi chùa được xem là biểu tượng của thành phố di sản Hội An. Sau khi kết thúc chuyến thăm phố cổ Hội An, đoàn phu nhân phu quân của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và trưởng đoàn các nền kinh tế thành viên APEC đã tiếp tục đi tham quan làng lụa và dùng bữa trưa kết hợp với thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại khu resort Nam An.